Chào các bạn nha. Đây là một cái loa siêu trầm. Mình thấy ghi thương hiệu Bose này. Mình sửa với cái lỗi của nó là khá là đơn giản, đó là cái lỗi mà khách bảo không tắt được, thì là đêm nghe cứ ù ù. Nên là toàn phải rút điện đây. Tao đã tóm lại là nó không tắt được công tắc này. Thế là đêm ngủ rồi mà vẫn có tiếng ù ù của cái chạy ấy. Do đó mà khách phải rút nguồn ra nên hôm nay đem đi cho mình sửa. Thì đấy, mình bật tắt này là không gì cả. Thì mình nghi ngờ là một con tụ dập lối song song với công tắc này đang chập, hoặc là công tắc chập, nhưng công tắc chập bật như này thì không phải rồi. Cái ba này thì khá là dễ, nhưng mà video này mình sẽ nói cho mọi người tham khảo cái trầm nó tắc hoạt động như nào, rồi cấu tạo nó ra sao. Bởi vì cái trầm mình thấy sửa nó rất là dễ, không khó một chút nào cả, dễ hơn sửa âm ly. Thì cái trầm nó là như nào? Tức là bây giờ hiện nay là mọi người hát karaoke, bây giờ là công nghệ mạng internet ấy, toàn hát hát bằng vào mạng bằng trực tiếp bằng bằng tivi thôi, sau đó là sẽ có loa và âm ly để hát. Nhưng mà cái trống nó không khỏe thì mọi người sẽ đầu tư mua thêm một cái trầm. Cái trầm là nó sẽ khuếch đại tín hiệu với âm với tần số thấp. Chúng ta sẽ ý là tần số 50 đến 150 Hz thôi, rất là thấp, thì nó sinh ra tiếng trầm thì nghe tiếng nó khỏe và hay. Thì một cái loa trầm ấy, thì nó sẽ, chúng ta sẽ để ý đây, đây là cái nút để điều chỉnh được cái tần số, càng về thấp thì trầm tần số càng nhỏ nhé, tăng tần số lên này, và nút mắc này, và kiểu gì nó có sẽ có một cái nút đảo pha. Tức là pha là như nào, tức là trống nó sẽ đánh đẩy ra bên ngoài hay là trống sẽ đánh hút vào bên trong mọi người nhé, để khi mà bị lắp bị ngược tín hiệu chúng ta sẽ đổi đấy, nghe sẽ hay hơn hay không ấy, bạn nào mà tai chuẩn là sẽ nghe được. Tiếp tục về nó sẽ có tín hiệu vào đây. Tín hiệu vào từ âm thanh chưa được khuếch đại vào được, hoặc là trực tiếp từ âm ly. Từ âm ly khuếch đại lên loa to rồi thì chúng ta có thể trích ra đi vào đây được. Đi vào đây được thì cái tín hiệu ở đây nó rất là lớn, lớn hơn ở đây nhiều, nhưng mà tín hiệu lớn ở đây nó sẽ đi vào điện trở, hạn qua điện trở rất là lớn. Nó cũng đi vào bộ khuếch đại thôi, bộ tiền khuếch đại thôi, xử lý cắt bỏ hết những cái âm thanh tần số cao, tần số bổng, chỉ còn âm thanh là tần số thấp từ 50 đến 150 này, nó mới đưa xuống cái mạch khuếch đại công suất để cho nó khuếch đại và nó tạo nó đưa ra loa để loa chỉ đánh mỗi tiếng trầm thôi. Nên khi mà có loa trầm không mà chúng ta nghe thì nó chỉ có bục 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 thôi, chứ không có tiếng, không có lời gì cả nhá. Và mạch công suất của nó thường loa trầm ấy, to như này nó chỉ dùng hai con C19143A5200 thôi, hai con sò đẩy kéo rất thông dụng cho âm ly thôi. Và nó có nhôm tản nhiệt này, bởi khi chạy nó sẽ sinh nhiệt mà. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xem đúng cái bài bàn mình đoán không, và mình sẽ sửa cho khách và chúng ta sẽ hiểu thêm cấu tạo bên trong của nó nhé. Chuẩn ba mình nói luôn, 103 2 kV nhé. Chúng ta để ý là đấu trên hai tiếp điểm của công tắc này, nó đã lổ này. Đây nó đã lổ nhá. Thì mình giải thích cho mọi người một chút về cái ban của nó, sửa nó rất là dễ thôi mà. Thay con khác là được thôi, hoặc như các bạn có thể bỏ đi cũng được, nhưng mà mình sẽ thay cho khách. Thì cái con tụ đấy nó nằm ở đây này. Thì điện áp AC vào nhá, 220 vào nhá, sẽ đi chúng ta bật công tắc thì công tắc sẽ dính, nó sẽ cấp vào quận sơ cấp của biến áp, thì bắt đầu nó sẽ có nguồn đấy và có đèn đỏ và nó sẽ chạy đấy. Và khi chúng ta tắt thì công tắc tách ra thì mất nguồn. Và con tụ này như theo một số như mọi người hiểu ấy, thì là một là con tụ sẽ bảo bảo vệ cái tiếp điểm dơ le này, chống bị lổ tiếp điểm dơ le này, hai là dập xung nhiễu. Thì như nào, tức là khi nó đóng thì ok, dòng chảy ok, nhưng khi chúng ta tách ra mới nó mới hờ hờ ra thôi ấy, thì cái từ trường trong lõi này này còn tồn dư ấy, nó sẽ sinh ra cái cuộn này, sinh ra một cái điện áp, và cái điện áp đấy nó sẽ phóng qua con này, phóng qua về tải 220 cứ như là ấy các tải khác ấy. Thì mục đích của nó ấy là bảo vệ cái tiếp điểm này, và một cái nữa ấy là khi mà mới tắt ấy thì là cái công tắc này làm cho không có cái hồ quang do cái tụ này phóng nó xả như thế, thì nó không gây ra hồ quang ở trên cái tiếp điểm này, thì dẫn tới là nó cũng trong cái thời điểm đấy những con tụ của mạch nó vẫn còn tích điện ấy, thì nó sẽ không ra gây ra tiếng lục bụp, nhưng mình thấy nó vẫn lục bụp với những cái mạch ấy. Tóm lại là con tụ này về nhiều âm ly rẻ tiền nó cũng chả có đâu, bỏ đi cũng được. Nó có tác dụng là dập những cái xung đỉnh của cái cuộn dây này sinh ra khi chúng ta tắt mở để bảo vệ tiếp điểm này, hoặc là chống lổ lục bụp đột mạch thôi. Thì do nó có cái xung đỉnh cao để đạt đến tận 2 kV thì nó đã chập rồi. Thì cái chập ở đây thì có khả năng là khi tắt mở thì xảy ra sinh xung đỉnh, nó chập bởi do cuộn biến áp này nó tạo ra, hoặc như khách đang hở như này đang không chạy
mà lưới điện của chúng ta bị nhiễm sét và có những xung điện cao ấy, thì chúng ta phải hiểu đây là một dây AC, đây là một dây AC, nó lại đi vòng vòng qua quận sơ cấp này đến đây và đầu vào như vậy là nó có một cái xung đỉnh trên hai đầu của nó và đến cái đoạn ở đấy nó sẽ lổ, nó chập, nó lổ mọi người nhé. Đó chính là nguyên nhân. Cái con này thì chỉnh điêu hơi đặc biệt tí nên mình vừa vẽ tí nữa mình nói cho chúng ta. Thì nó sẽ có một cái bo con này, nó có vài con IC là 4558 để nó sẽ xử lý cái tín hiệu tiếng ấy, tín hiệu và nó sẽ xông qua chiết áp thứ ấy, và tụ điện ấy, nó sẽ cắt hết những cái tín hiệu âm thanh tần số cao, chỉ có tín hiệu trầm thôi. Tín hiệu trầm sau đó nó đưa lên mạch công suất này nhé, mạch công suất cả mạch nguồn. Thì đó là cái mạch này thôi, và bọn 4558 này muốn hoạt động ấy, thì nó phải có nguồn nuôi. Thì ở đây này, ở chỗ này này, nó chính lấy cái mạch này thì chúng ta để ý này, cái biến áp này nó sẽ ra đúng 3 giây rồi nhá. Nó không có một cái nguồn tạo ra nguồn nhỏ cho cái nguồn cho những mấy con 4558 đâu, có 3 con này này. Mà nhà sản xuất họ lợi dụng chính cái nguồn cộng trừ này, nguồn đối xứng cho phần công suất được hạn qua những con điện trở 220 ohm này đi tới một cái mạch ổ nắp tuyến tính bao gồm có chan to này, điện trở này, phân áp vào cực B này, DZ ghim này. Thì như con này nó chạy DZ 15V thì được điện áp ra sẽ là cộng trừ khoảng 14 phẩy mấy vôn ấy các bạn nhá. Nhiều mạch thì chỉ chạy 12V thôi, tóm lại này nó sẽ tạo ra một cái mức nguồn cộng trừ có thể là 12V hoặc có thể là 15V để cấp cho mấy con 4558 ấy, dòng 4558 trên trong Omni nó luôn chạy nguồn đối xứng mọi người nhá. Thì đây chính là cái nguồn tạo ra nó lấy lợi dụng trên cái nguồn chính. Thì cái nguồn chính thì đây, cái nguồn chính chúng ta sẽ để ý này, nó có ba ngõ ra này nhá và được chỉnh lưu bằng con cầu điều to này. Thì mình có vẽ để cho mọi người hiểu một cái mạch chút. Con này thì này, nhiều mạch thì nó bỏ cái này cũng được. Chúng ta vừa để ý ấy, là cái biến áp này nó có ba đầu ra nhá. Thì một đầu là mát toàn mạch là 0V đấy, là đầu trên đầu dưới thì nó đi vào cái cầu chỉnh lưu. Thì cái một số cái âm ly tàu ấy, thì nó còn chả có cái đầu này ra, bỏ cái này luôn. Nó chỉ là hai đầu ra của âm ly, hai đầu ra cuộn dây thôi, được chỉnh lưu cầu. Sau đó là cái điện áp dương của âm này được lọc lối tiếp qua một dàn tụ, thì như vậy là điểm ở giữa là điểm trụ chung chung ấy, thì nó sẽ đi ra là trung tính, đi ra là 0V mọi người ạ. Nhưng cái mạch này thì nó có cái điểm mát toàn mạch là như này. Thì tóm lại ở trên là dương, thì dương này được chỉnh lưu qua diode này, được lạp trên con tụ này về mát và đi về mát này về âm mọi người nhé. Đồng thời lúc đấy thì ở đây nó sẽ là âm và đây sẽ là dương so với quận dưới này. Thì dương đây ấy, nó lại đi nó liền với nhau mà, ở đây và đây liền nhau nhé. Thì dương ấy, nó sẽ được lạp cho con tụ này, sau đó đi theo diode này để đi về âm của nó. Thì sau đó là lửa chu kỳ mà cái cuộn dây này lật lại cực tính ấy, thì lại dương lại ở dưới, âm ở đây, thì dương đây ấy, thì lại được chỉnh lưu tiếp qua diode này, nạp đây đi này để đi về đây. Tóm lại là lửa chu kỳ này thì cái cuộn này để lấy tạo ra cái điện áp dương ở trên, còn cuộn cuộn trên này thì lại với chiều là dương đây, âm đây, dương ở đây này, lại nạp cho con tụ này, lại đi qua diode này để đi về âm của nó. Thì lúc đấy là con tụ trên à, con quận trên lúc đấy lại là lạp con tụ dưới. Tóm lại là nguồn cộng trừ nó tạo ra như thế nhá, nó sẽ như mình vừa đo rồi. Hai con tụ này có giá trị là 63V, 6800 mi, thì mình đo nó ra là cộng trừ 52V, 0V là GND toàn mạch mọi người nhá. Như chúng ta sẽ thấy ấy, một số mạch thì nó không có cái này cũng ra được, nhưng mà cái mạch này nó như này thì dòng nó sẽ khỏe hơn, tức là nó cuốn như này thì có khả năng ấy, là tiết diện dây này sẽ nhỏ hơn so với không có cái này. Không có này thì tiết điện dây phải tăng gấp đôi. Tiết điện dây tăng gấp đôi nhưng khả năng là số vòng dây này nhỏ đi ấy. Mình cũng không hiểu, là không hình dung rõ rõ lắm về cái phần này nhá. Thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái nguồn cộng trừ, và cái nguồn cộng trừ đấy nó sẽ đưa vào, thì cái mạch ở dưới nó xử lý tín hiệu thì các bạn biết rồi nhá, nó chỉ là cái tín hiệu siêu trầm, tín hiệu âm thanh tần số rất thấp. Nó sẽ đưa lên qua cáp này, đưa lên đây này. Và nó đi vào mạch khuếch đại gồm có là sử dụng con A 1943, một con chăn ngược chăn thuận và một con C 5200 chăn ngược ấy. Đấy, nó hoạt động chế độ đẩy kéo thông qua cái nguồn cộng trừ này, thì nó sẽ đưa ra tín hiệu ra loa, và để mà ra loa được ấy, thì là tiếp điểm ấy. Tức là sau khi khuếch đại nó đi ra loa ấy, nó sẽ phải đi qua tiết điểm con dơ le này, là dơ le bảo vệ. Giả sử như chúng ta mới bật ấy, thì nó tạo độ trễ là một lúc này, và ví dụ như có dòng dò DC ra, tức là mạch công suất lỗi mà có DC ra mà làm cháy loa ấy, thì cái dơ le này nó cũng ngắt nhá mọi người nhá. Con dơ le này nó chạy 24V hay sao ấy, khả năng là đúng luôn, 24V này, nó ghi 24V này này, nó cũng dùng chính một cái nguồn 50V này này,
hàn qua một con điện trở 680 ohm này đi tới chân tới quận hút của nó luôn. Và khi tóm lại nó được cấp trực tiếp là cái nguồn 50V, nhưng mà cái nguồn 50V đấy được mở qua một con tran này này, và do nó có con điện trở nối tiếp trên đường đấy thì nó sẽ hàn xuống thì là sẽ còn 24V, nhưng thực tế xuống còn 26V hay 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 18V, 20V thì nó vẫn đóng bình thường mọi người nhé. Đấy, nó thiết kế mỗi thế thôi, bởi vì chúng ta phải hiểu là biến áp tuyến tính như này, nguồn tuyến tính này nó không phải là nguồn sung. Biến áp vào 220 như nhà mình đang ở 220 thì mình đo được là 50V. Nhưng mà nếu vào 230 thì mình đo đây để được cái 54 55V cơ. Và tới xuống 180 thì có thể đo được 45V thôi, nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường. Tất nhiên là nếu mà nguồn khỏe thì là cái chống nó sẽ căng hơn. Tức là cái năng lượng cộng trừ này này mà nó khỏe thì cái chống của nó đánh sẽ căng hơn rất nhiều các bạn nhé. Nó là mạch tuyến tính như vậy. Điện thoại đang quay bằng điện thoại Bphone 2 nên nó hơi bị rung mình cầm trên tay. Qua video mọi người lại có cái tham khảo sửa cái ban rất là dễ, mình sửa sau. Đó là không tắt được của một chiếc loa trầm, và âm ly cũng hay bị như này. Và chúng ta hiểu thêm được một thiết kế của một chiếc loa trầm nó như nào nhá, và ứng dụng của nó trong cuộc sống ra sao nhá. Thôi, chào mọi người nhá.